Anh đứng cân đấy nha, để máy này. Em giật đây. Đây làm gì? Có tiền có được. Từ 2008 năm nay năm ngoái biết cơ. Đang tập đi trên đầu tiên cơ. Thì nó cũng ảnh hưởng đến mình di chuyển của cải như cái con vật thì chóc lúa các kiểu đây nó cũng vất vả lắm. Cái hôm nay cuộc sống nó cũng hơi khó khăn một tí, cái đường đi lại nó không có, nó thiếu thốn nhiều thứ đấy. Điện đó nó không có nó cũng khổ lắm. Thế mà này công việc là chúng tôi làm hàng đây là không có để mà làm, là không có để người ta cùng đem đến được, không có chỗ phương tiện nào để mang đến, là chúng tôi chỉ có ở nhà là không làm được cái gì cả, là hàng ngày là chỉ có ăn trong cái chờ đợi mà lại thiệt thòi nhiều quá, lợn thì mất ngập mất hết rồi. Lợn gà chết. Tìm chú Bảy nha. Vâng ạ, con cháu ông. Mình đấy. Đây bắt đi thoải mái đi rồi. Đi thoải mái đi. Mỗi lần cứ xua bèo vậy.